Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em quay lại với channel của mình. Hôm nay có một cái sự kiện mình muốn chia sẻ theo cái quan điểm cá nhân của mình thôi anh em. Nó chính là cái sự kiện sử dụng tăng tốc. Ở đây thì anh em đọc thì anh em có thể nhìn sơ lược, anh em có thể thấy thứ nhất, sử dụng tăng tốc thì cái này thì anh em nên đọc cái chỗ quy tắc sự kiện này, tăng tốc sử dụng. Nó sẽ trừ trong cái khi mà anh em ví dụ đang có cái sự kiện này diễn ra, anh em chơi cái chiếc rương thần Odyssey thì anh em sẽ không được tính cái điểm tăng tốc nha anh em. Tính cái điểm tăng tốc trong sự kiện này. Ngoài ra tất cả các tăng tốc mà anh em có thể sử dụng đều có thể được tính trong cái sự kiện này. Phần thưởng ranh của cái sự kiện này thì nó sẽ gồm khá là cao nha anh em, 20 tượng cam cùng với 3k game. Nhưng mà cũng rất là khó, thực sự phải nói với anh em, very khó nha anh em. Nhưng mà mình ở video này mình muốn chia sẻ với anh em là nên ốp cái gì, nên sử dụng tăng tốc vào cái lĩnh vực nào, chủ yếu là cái cách nhìn cái cá nhân thôi. Ok, tao về cái phần tăng tốc thì anh em có thể sử dụng, thứ nhất nó là cái tăng tốc xây dựng nè anh em. Thứ hai nó chính là cái tăng tốc huấn luyện. Và cái tăng tốc chung, đây cái tăng tốc chung là cái tăng tốc này nè anh em. Đó, tăng tốc chung nè, tăng tốc chung là anh em sử dụng cho tất cả các loại. Thì ở đây anh em nên sử dụng cái tăng tốc nào cho nó hợp lý. Theo cá nhân của mình thì ở trong cái sự kiện này anh em nên sử dụng tăng tốc vào anh em nên sử dụng tăng tốc vào cái học viện nè anh em, và cái nghiên cứu đây nè. Đây là cái chính là cái anh em nên sử dụng tăng tốc. Bởi vì sao mình không nói về cái tăng tốc huấn luyện? Ở cái tăng tốc huấn luyện này nè thì lính anh em có thể chen từ từ được. Có nghĩa là vấn đề là lính anh em có thể chen bất cứ lúc nào anh em muốn cũng được. Hoặc là nâng cấp xây dựng. Nâng cấp xây dựng thì sau này nó sẽ có một cái sự kiện riêng về nâng cấp tăng tốc xây dựng á, thì anh em sử dụng nó, mình nghĩ là nó sẽ tối ưu hơn thay vì bây giờ anh em sử dụng cái tăng tốc xây dựng. Tuy nhiên là nếu mà anh em đang ở cái cấp độ ví dụ như cái nhà chính level 23, 24, 25 chưa tới 25 thì anh em sử dụng vẫn không sao nha. Nhưng mà mình nói để tối ưu nhất thì anh em nên sử dụng cái tăng tốc ở nghiên cứu học viện nè, thì nó sẽ là tốt nhất. Bởi vì cái nghiên cứu học viện này thì anh em sẽ phải nghiên cứu trong một thời gian dài, để đặc biệt là để khi mà lên được cái đơn vị lính T5 như thế này anh em sẽ lên rất là lâu nhé, sẽ rất là mất thời gian. Bởi vậy tất cả các tăng tốc trừ cái tăng tốc xây dựng nè, trừ tăng tốc chữa lành nè, trừ tăng tốc huấn luyện lính nè, thì còn một cái tăng tốc chung anh em chỉ sử dụng nó vào cái vấn đề nó chính là cái công nghệ quân sự này, huấn luyện lính như thế này, thì chỉ sử dụng vào một mục đích như thế này cùng với cái tăng tốc nghiên cứu của nó. Thì ở trong cái sự kiện sử dụng tăng tốc như thế này thì cá nhân mình nghĩ là anh em nên sử dụng vào cái mục đích nó chính là dồn hết cho nghiên cứu đó, dồn hết cho cái học viện này, nâng cấp những cái công nghệ trong học viện này, mình nghĩ như thế nó là tối ưu nhất. Còn một cái mình muốn nói thêm với anh em là nếu mà anh em có nhiều cái tăng tốc chữa lành á, cái tăng tốc này nè anh em, đây đặc biệt nếu mà anh em có cái tăng tốc này, cái tăng tốc chữa lành như thế này thì anh em có thể sử dụng nó cũng được nha anh em. PvP với một số người chơi hoặc là tấn công một số người chơi nào đó để cho lính nó bị thương á, sau đó anh em có thể sử dụng cái tăng tốc chữa lành này để anh em chơi cái sự kiện này cũng rất là được nha anh em. Một số anh em sẽ không biết về cái này, họ sẽ tập trung cho huấn luyện quân đội nè, nâng cấp xây dựng nè, nâng cấp xây dựng và cái công nghệ này, họ nâng cấp học viện. sử dụng tăng tốc cho những cái đó, nhưng mà một số anh em sẽ không để ý là mình sẽ có thể sử dụng cái tăng tốc chữa lành lính đó. Thì anh em có thể nhờ một số người chơi nào đó anh em PVP với họ để cho lính bị thương, có thể là full viện luôn cũng được, sau đó anh em sẽ dùng cái tăng tốc như thế này, tăng tốc chữa lành như thế này, đặc biệt là vào cái ngày cuối của sự kiện. Ví dụ như hôm nay là ngày đầu tiên của cái sự kiện, còn một tiếng hay là nửa tiếng sau cuối của cái sự kiện, anh em để cái bệnh viện đó, anh em để cho cái bệnh viện nó full, cái bệnh viện cho lính nó nhập full cái bệnh viện đây nè, anh em cho lính nó full cái này nè đó, full cái năng lực bệnh viện là 282 của mình là 282 nè. Sau đó để đợi đến gần hết ngày cái sự kiện đó nó kết thúc, có nghĩa là gần tới 0 giờ UTC nó kết thúc cái sự kiện, anh em bấm heo một phát thì đảm bảo là cái rank của anh em nó sẽ vượt lên được cũng khá là cao nha anh em. Tuy nhiên ở trong cái đó thì anh em nên tính về cái chỉ số thời gian tăng tốc thì nó sẽ ra được cái rank của anh em ở trong cái sự kiện này. Ok, đó là một cái mình muốn chia sẻ thêm với anh em về cái sử dụng tăng tốc. Một là tăng tốc nghiên cứu, hai là tăng tốc chữa lành, anh em sử dụng nó cũng khá là tốt, bởi vì mình biết một số anh em World cũng rất khá là ít thì sẽ sử dụng cái tăng tốc chữa lành nó sẽ dư rất là nhiều, thì anh em có thể sử dụng nó vào cái việc chơi sự kiện như thế này. Nhưng mà anh em cũng lưu ý cho mình là đặc biệt là những anh em ở cái kingdom mới á, thì trừ khi anh em có khả năng lên được cái top 1, 2 và 3 mình không nói nha, bởi vì top 1, 2 và 3 anh em sẽ, ví dụ như những cái top thừa, những cái rank thường là những cái rank 4, từ rank 4 tới rank 50 nha anh em, là rank 50 là 2 tượng và cái rank 4 nó sẽ là 4 tượng. Thì từ cái rank 4 tới rank 50 thì là anh em chơi, ví dụ như anh em chỉ mất khoảng 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày tăng tốc, mình ví dụ như vậy. Nhưng mà khoảng cách từ rank 1, 2 và 3 nè, khoảng cách từ rank 1, 2 và 3 nó có thể lên tới vài chục ngày tăng tốc cũng có. Có nghĩa là mình đang nói cho anh em biết, anh em hiểu ở cái vấn đề rank 1, 2 và 3 anh em phải sử dụng tăng tốc very rất là nhiều tăng tốc. Nhưng mà ở cái rank 4 cho tới 50 nó là tùy theo cái cách anh em nhảy cốc cuối giờ UTC và cái năng lực tăng tốc của anh em có. Anh em có thể dễ dàng nhận được cái rank, nhất là cái rank 50 cho tới rank 11 là rất là dễ. Thậm chí rank 4 thì anh em sẽ đầu tư hơn một tí, nhưng mà mình đang nói ở rank 4 tới rank 50 nó sẽ, cái khoảng cách nó sẽ không cao bằng cái rank 1, 2 và 3. Bởi vậy cá nhân mình nghĩ ở tất cả những cái sự kiện mà nhận được cái đầu vàng nè, thì anh em tốt nhất là nếu mà anh em không phải là nạp nhiều thì anh em nên lấy cái rank từ 4 cho tới 50 nó là hợp lý, hoặc có thể là từ 11 tới 50 nó đã là hợp lý rồi, anh em sẽ không phải tiêu tốn quá nhiều tăng tốc vào sự kiện này và những cái sự kiện như thế này. Đó là cái mình muốn chia sẻ, một cái vấn đề thứ ba mình muốn chia sẻ với anh em ở trong cái sự kiện sử dụng tăng tốc, và bất kể những cái sự kiện nào mà có liên quan đến lấy cái đầu vàng này nè, anh em lấy chọc vàng nè, thì anh em chỉ nên ăn cái rank từ 4 cho tới 50 là mình nghĩ nó là hợp lý, bởi vì khoảng cách từ rank 4 cho tới 50 với khoảng cách rank 1, 2 và 3 nó khá là cao nha, nó gấp 5, gấp 6 lần lận. Anh em khó có thể mà đua được cái rank 1, 2 và 3 lắm. Ok, vừa rồi video clip vừa rồi là mình có chia sẻ với anh em, thì hy vọng nó sẽ hữu ích đối với một số anh em muốn chơi cái sự kiện này, và nên sử dụng tăng tốc nào thì hợp lý, và cố gắng giành được cái rank nào thì hợp lý, thì như mình chia sẻ trong clip rồi. Hy vọng là nó sẽ hữu ích đối với anh em. Nếu mà anh em thấy hay cho mình xin một like và một sub kênh để mình có động lực mình làm những video tiếp theo chia sẻ cho anh em. Rồi, xin chào anh em nhé.